Mờ quá, bị mờ quá. Chị lấy con chạy con dưới đây xong nữa ra. Chị lấy nha. Nhân viên mà đông quá cái tay nghề nó không có liền. Tới không thấy. Rồi xong. Ừ. Giây phút cuối cùng rồi nó đắt bao. Kể nó đi. Nước lại như nãy nha. Nước nước lại. Nói gì vậy? Chú qua ba người. Ba người? Được không? Nước nước. Đừng có chạy nước. Biết rồi. Kéo đi. 1 phút, 10 phút cuối cùng nữa là xong rồi. Rồi tuần sau chúng ta lại gặp nhau nữa. Sắp xong rồi đó Thi. Lên môi đi. Này, thả lỏng nha, đừng có ấy nha, đừng có bặm môi gì hết nha, cứ để yên đó cho chị nha.
tạm thời tháo con hủ tất một xíu được không? Chị sợ nè, con này nó xuống con đó quá à. Nó bể á, nó bể á. Tức cái thế. Nặng dài con tiêu biểu thôi hả? Đâu à? Dính vô áo luôn rồi. Thốt mất. Từ từ chị đó, chị lo cho mấy con to trước. Mấy con kia từ từ lấy tiếp. Chưa đó, các bạn chưa đó. Dính lên áo chị mà nó cứ lạnh lạnh cho ta. Ê gớt. Mấy phút rồi? Sắp xong rồi. Trong này được rồi, từ từ tuần sau tiếp. Còn người né là thi từ từ mười một luôn đi, cái né này còn né nữa.
Đứng sau lưng mà cũng sợ nữa hả?